Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là phần bản tin văn hóa với những thông tin sau. Gần 300 học viên được tập huấn về công tác du lịch. Thị xã Mỹ Hào trưng bày chuyên đề Hoàng Sa, Trường Sa. Trường mầm non xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, nhà vệ sinh không đủ tiêu chuẩn. Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn từ những vỉa hè bị chiếm làm nơi để tấm bê tông tại thành phố Hưng Yên. Cảnh báo mối nguy hiểm từ việc ăn tiết canh. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự, tình trạng hút thuốc lá ở bệnh viện và khu vực đông người diễn ra phổ biến. Tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em trong dịp hè. Cuối chương trình trong mục Tinh Hoa Phố Hiến, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về danh nhân Lê Đình Kiên. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về du lịch cho các cán bộ làm công tác du lịch. Đến dự tập huấn có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Lớp tập huấn có sự tham gia của gần 300 học viên là công chức văn hóa xã hội cấp xã, trưởng ban quản lý di tích, chủ các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được nghe giới thiệu một số nội dung chính của Nghị quyết số 08 NQTU ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, luật du lịch và một số văn bản quy phạm pháp luật về du lịch, qua đó giúp học viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử, kỹ năng quản lý, từ đó tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, triển khai tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phát triển du lịch. Từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 5, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch Thị xã Mỹ Hào tổ chức trưng bày chuyên đề Hoàng Sa, Trường Sa, bằng chứng lịch sử và pháp lý. Trưng bày đã giới thiệu đến công chúng các bản đồ khẳng định vị trí hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc vùng biển Việt Nam và là một phần lãnh thổ của Việt Nam. Những tư liệu, bản đồ và hình ảnh chứng minh Việt Nam trải qua nhiều thời kỳ lịch sử đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ngoài ra, trưng bày cũng giới thiệu nhiều hình ảnh lãnh đạo tỉnh ta thăm, tặng quà các chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Trưng bày Hoàng Sa và Trường Sa, bằng chứng lịch sử và pháp lý nhằm tiếp tục giới thiệu đến công chúng những bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trong mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ. Trong năm 2018 đến đầu năm 2019, Ủy ban Nhân dân thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang đã đầu tư 28 tỷ đồng từ nguồn ngân sách đấu giá đất giãn dân để xây dựng nhà văn hóa cho 3 thôn, Công Luận 2, Đan Nhiễm và phố Văn Giang. Trung bình, mỗi nhà văn hóa có kinh phí xây dựng gần 10 tỷ đồng. 3 nhà văn hóa trên đã hoàn thành và mới được đưa vào sử dụng với diện tích trên 2.000m², bao gồm sân tập thể thao, hội trường 300 ghế ngồi và các công trình phụ trợ. Từ khi có nhà văn hóa khang trang, rộng rãi, các thôn của thị trấn Văn Giang đã khắc phục tình trạng nhà văn hóa chật chội, xuống cấp như trước. Đồng thời, nhân dân có thêm địa điểm vui chơi, tập luyện thể thao hàng ngày, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương. Được xây dựng cách đây gần 20 năm, nên hiện tại khu nhà vệ sinh của trẻ tại hai điểm trường mầm non xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đã xuống cấp, không đủ tiêu chí đáp ứng về cơ sở vật chất. Trường có gần 400 học sinh được chia làm 3 điểm trường, trong đó 2 điểm học tại khu Văn Chỉ thôn An Chiểu 1 và khu ngõ 45 thôn An Chiểu 2 đã xuống cấp. Các phòng học rất nhỏ, không đáp ứng hết nhu cầu học và chơi của trẻ. Đặc biệt là hai khu nhà vệ sinh chưa có bể tự hoại và nằm ngay bên cạnh phòng bếp nấu ăn của trường nên rất mất vệ sinh. Khu nhà vệ sinh luôn trong tình trạng ẩm thấp, bị dột khi trời mưa, lại không nằm gần lớp học nên việc đi vệ sinh của trẻ rất bất tiện. Dù được giáo viên gội nước thường xuyên nhưng vẫn không tránh được mùi khai. Vì vậy, rất mong địa phương quan tâm đến những khó khăn của nhà trường, đặc biệt là của học sinh, để các em có môi trường học tốt nhất. Hơn một tháng nay, tại hai tuyến phố Trưng Trắc và Trưng Nhị, thành phố Hưng Yên, xuất hiện nhiều tấm bê tông được đổ tràn lan tại vỉa hè. Theo phản ánh của người dân, những tấm bê tông này là do đơn vị thi công đường ống cống thoát nước của thành phố làm. Những tấm bê tông này không chỉ lấn chiếm hết phần đường của người đi bộ, mà những thanh sắt dựng đứng bên trên còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thương tích với người dân. Những điểm được lựa chọn để đổ tấm bê tông là tại cổng Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên và cổng trường tiểu học Nguyễn Huệ. Đây là hai địa điểm có nhiều người qua lại, đặc biệt là học sinh.
mong rằng chính quyền địa phương, ngành chức năng sớm di dời những tấm bê tông này để trả lại cảnh quan đường phố và đảm bảo an toàn cho người dân. Tiết canh là món ăn khá quen thuộc trong văn hóa ẩm thực của người Việt từ xưa, nhất là tâm lý ngày mùng 1 ăn bát tiết canh lấy đỏ lấy may của nhiều người. Tuy nhiên đây lại là thói quen rất nguy hại, cần phải thay đổi vì những căn bệnh nguy hiểm mà món tiết canh gây ra. Theo Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, con đường lây truyền từ lợn sang người có thể qua vết thương ở da, đường hô hấp, tiếp xúc với máu hoặc các dịch tiết ở lợn bệnh qua đường ăn uống. Đây là bệnh nguy hiểm vì nếu nhiễm loại vi khuẩn này mà không được chữa trị kịp thời, người bệnh sẽ bị viêm màng não, nhiễm trùng huyết gây choáng và có thể để lại những di chứng nặng nề với 60% bị ù tai giảm thính lực, 20% điếc hoàn toàn không hồi phục. Vào những dịp Tết, hội hè, đình đám, dỗ chạp, người dân thường giết lợn và món ăn được nhiều người ưa thích vẫn là món tiết canh. Đây là món ăn phổ biến trong dân ta từ lâu đời, nhưng lại là căn nguyên gây ra nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Do đó, từ bỏ thói quen ăn tiết canh là một trong những biện pháp bảo vệ sức khỏe cho chính mọi người. Mặc dù luật phòng chống tác hại thuốc lá đã có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2013, trong đó quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn ở các cơ sở y tế và nơi công cộng, khu vực đông người. Tuy vậy, tại các khu vực cấm hút thuốc này, tình trạng hút thuốc lá vẫn diễn ra phổ biến, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Phóng sự nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá. Tại các bệnh viện như Đa khoa tỉnh, Đa khoa Phố Nối, Đa khoa Hưng Hà, v.v. dễ dàng bắt gặp những người hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện, bất chấp các biển quy định cấm hút thuốc lá treo ở khắp nơi trong bệnh viện. Ngoài người nhà và khách đến thăm bệnh nhân hút thuốc, thì có không ít bệnh nhân đang điều trị bệnh vẫn thản nhiên hút thuốc. Thì mình có biết quy định mà không hút thuốc bệnh viện không ạ? Biết rồi, nhưng mà nghiện. Thèm quá. Thèm quá, hút điếu thôi. Điều 23 của Nghị định 176/2013 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đã nêu rõ cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết các bệnh viện trong tỉnh đều chưa xử phạt được trường hợp người hút thuốc nào. Thật ra thì rất là khó khăn trong vấn đề xử phạt hành chính, bởi vì bản thân bệnh viện thì không có thẩm quyền xử phạt, mà chúng tôi chỉ có thể là nhắc nhở rồi khuyến cáo những cái tác hại để cho người bản thân bệnh nhân cũng như là người nhà bệnh nhân biết rồi để phòng tránh. Hiện nay chúng tôi cũng chưa có một cái biện pháp xử phạt được cụ thể nào đối với những người hút thuốc lá. Tại các bến xe, sự kiện, hội nghị, giải thể thao có đông người tham dự thì tình trạng người hút thuốc cũng rất phổ biến. Tại giải bơi học sinh tiểu học tỉnh Hưng Yên năm 2019 diễn ra vừa qua, bên cạnh các lượt bơi sôi nổi, hấp dẫn của các em học sinh, thì nhiều người, trong đó có cả trọng tài, ban tổ chức giải, vô tư nhà khói thuốc ra đám đông, đang cổ vũ cho vận động viên, để lại hình ảnh phản cảm tại giải đấu. Khói thuốc lá có nhiều tác hại, người hút thuốc có thể mắc một số bệnh như ung thư phổi, ung thư thanh quản, viêm nhiễm đường hô hấp, rụng tóc, sâu răng, v.v. Mặt khác, còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người xung quanh. Từng có hơn 10 năm hút thuốc lá, ông Vũ Duy Nụ ở xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào là một trong số rất nhiều người đã phải nhập viện vì khói thuốc. Đã hút thuốc vào, đúng thật, nói là nó tác hại sức khỏe rất nhiều. Đến bây giờ là đang điều trị bệnh tắc nghẽn động mạch phổi. Chúng ta kể cả từ thanh niên cho đến người già, nên hãy từ bỏ thuốc lá ngay từ những lúc mà mình chưa bị bệnh nặng. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, trung bình mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh có liên quan đến thuốc lá. Vì thế, hãy nói không với khói thuốc khi chưa quá muộn để bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người xung quanh. Mùa hè đến, trái ngược với sự háo hức của các bạn nhỏ vì được gác lại việc học hành áp lực vất vả là sự lo lắng của các bậc phụ huynh về việc cho con làm gì, chơi ở đâu. Làm thế nào để trẻ có một kỳ nghỉ hè lý thú và bổ ích, tránh được những tai nạn thương tích đáng tiếc có thể xảy ra là điều băn khoăn của không ít các bậc phụ huynh. Con gái chị Thương năm nay 10 tuổi, khi cháu còn bé, vợ chồng anh chị đã rất trăn trở về việc cho con làm gì ở đâu trong mỗi dịp hè. Trải qua nhiều kỳ nghỉ hè, gia đình chị cũng đã có được kinh nghiệm để tạo cho con một mùa hè bổ ích.
Nghỉ hè mình muốn cho các bé về quê để có những cái không gian chơi nó nhiều hơn là một cái. Thứ hai là các bé được trải nghiệm những cái như là ví dụ trồng rau ở quê này, hay là chơi những cái trò chơi truyền thống, hoặc là các bé đi trải nghiệm những cái cây cỏ quanh quanh đê mà bé thường ở sống như môi trường học này mình không thể thấy được. Bản thân bé Minh Châu, con gái chị, khi được tham gia những hoạt động trải nghiệm như vậy cũng vô cùng thích thú. Khi con được tham gia những trải nghiệm và những hoạt động ở đồng quê thì con cảm thấy rất là thú vị, thoải mái và giúp cho con biết nhiều điều hơn về cuộc sống. Đối với những gia đình ở khu vực thành phố, thị xã, các bậc phụ huynh còn có thêm lựa chọn khác, đó là cho con tham gia những lớp năng khiếu như đàn, hát, múa, võ, vẽ, kỹ năng sống. Tôi thường cho đi chọn những cái lớp học ngoại khóa, cho con được vừa được vui, vừa được chơi, vừa được học. Từ khi tham gia lớp học thì tôi thấy là cháu tránh xa được điện thoại và máy tính bảng. Con nhanh nhẹn, năng động và tự tin hơn rất nhiều. Ngoài nhà thiếu nhi tỉnh là đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu niên, các bậc phụ huynh có thể gửi con đến các trung tâm giáo dục với các hoạt động rất đa dạng. Ngoài việc tạo sự tin tưởng, yên tâm cho các bậc phụ huynh, thì việc tham gia các hoạt động hè còn thỏa ước mong được học hỏi, khám phá của trẻ, giúp các em không phải suốt ngày xem TV, điện thoại, chơi game. Con muốn được học múa, học bơi và đi du lịch ạ. Con muốn giúp bố mẹ làm việc như là nhặt rau, rửa bát, quét nhà. Mùa hè cháu không thích đi học mấy, thích chơi, đá bóng, với cả bơi. Mùa hè là mùa mong chờ của trẻ em, là dịp để các em được thỏa sức vui chơi không vướng bận việc học hành. Để tạo được những kỳ nghỉ hè bổ ích cho các em, không chỉ cần các cấp chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng sân bãi, đa dạng các hoạt động vui chơi, mà cần hơn nữa là sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Mong các bậc cha mẹ đừng để mùa hè của con trôi qua chỉ là những buổi học thêm, hết lớp này đến lớp khác, mà hãy tạo cho con những trải nghiệm bổ ích lý thú, để đến khi trưởng thành, các con luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp tuổi thơ ấu. Lê Đình Kiên sinh ngày 20 tháng 9 năm Tân Dậu 1621 tại làng Thiết Đinh, xã Định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ông mất năm 1704 tại Phố Hiến, thọ 84 tuổi. Sau đó, nhân dân đã đưa thi hài ông về quê nhà cải táng. Lê Đình Kiên thuộc đời thứ 9 dòng họ Lê. Ông sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia giáo. Ông nội là Lê Huệ Lương, làm đô đốc phủ, tước bái Trạch Hầu. Bà nội là công chúa Lê Thị Xuân. Cha là Lê Huệ Hiếu, được phong là Đặng Tiến Phụ Quốc Thượng Tướng Quân, vị tướng cao nhất có công giữ nước. Mẹ là Đặng Thị Thục. Trước thời điểm tướng quân Lê Đình Kiên làm trấn thủ Sơn Nam thì chiến tranh Trịnh Nguyễn liên miên, nhân dân đói khổ, loạn lạc khắp nơi. Từ trấn Sơn Nam trở ra đến vùng Đông Bắc bị giặc quấy phá nhiều nhất, trộm cướp nổi lên như rươi. Triều đình đã cử nhiều tướng tài, quan giỏi ra cai trị nhưng đều bất lực. Tướng quân Lê Đình Kiên xuất thân từ một cự tộc, một dòng họ tôn quý nhưng cha lại mất sớm. Khi đó thì tướng quân Lê Đình Kiên ở với mẹ và sau một thời gian thì được ông quan tả tướng Hờn tại vùng Tĩnh Gia Thanh Hóa nhận về nuôi rồi tiến cử vào cung. Sử sách hiện nay thì không còn ghi rõ tướng quân Lê Đình Kiên vào phục vụ trong cung từ khi nào. Nhưng đến năm Giáp Thìn 1664 thì tướng quân Lê Đình Kiên đã vâng lệnh triều đình về làm trấn thủ tại trấn Sơn Nam mà lị sở tại Phố Hiến. Và công lao to lớn nhất của tướng quân Lê Đình Kiên trong thời kỳ này đó là đã dẹp tan nạn giặc Tàu Ô, mở mang Phố Hiến. Ông đã được phong nhiều tước hàm quan trọng và sau khi mất thì đã được phong là Dực Báo Trung Hưng Đại Vương. Lê Đình Kiên được coi là người có tài năng thương mại nhất của nước ta thời bấy giờ. Nhờ ông mà chính sách triều đình thông thoáng thu hút được thương gia nước ngoài làm cho Phố Hiến sầm uất. Thời Lê Đình Kiên làm việc được ca tụng là thời thịnh trị,
trong nhà dân ai cũng dư dật, ngoài đường không ai nhặt của rơi. Kẻ buôn bán ngoài chợ cùng khách qua đường đi ban đêm không phải sợ, năm đồng nội chẳng lo. Người ta còn ghi lại việc xây dựng đền đài, kho tàng, cầu cống, đê điều. Ông lo cho dân mệt nhọc nên đã đặt ra phép luân công và phép chữ dùng để đỡ của, đỡ sức dân. Bình sinh khi cai trị, ông xem dân như con, xử việc công bằng. Khi bắt trộm cướp, ông sáng suốt trong việc kết án đầy đồ. Lúc xét kiện tụng, ông giữ đức ngay thẳng. Sách Kiến Văn Tiểu Lục có chép lại một chuyện Lê Đình Kiên vạch mặt một thương gia Trung Quốc. Khi tên này lập mưu cướp cô vợ xinh đẹp của một người phường trèo, phạt tên này tới 1.680 lạng bạc. Lê Đình Kiên nổi tiếng là người có tài xét kiện. Bọn trộm cướp truyền tin nhau không dám quấy phá khu vực ông cai quản. Nhiều kẻ có tội xin gặp ông để đầu thú và xin hứa trở về lương thiện. Việc kiện tụng nhờ đó cũng tinh giảm. Tướng quân Lê Đình Kiên không chỉ có tài về cai quản mà ông còn rất giỏi về thương nghiệp. Trong suốt 40 năm, từ năm 1664 đến năm 1704, khi ông ở Trấn Sơn Nam thì người dân nơi đây luôn yên vui, no ấm. Và khi ông mất đi thì cả người Việt và người nước ngoài ngụ tại Phố Hiến đều dựng bia để ghi công của ông. Hiện nay tại Phố Hiến thì còn lưu giữ được hai tấm bia, một tấm do người dân địa phương dựng vào năm 1727 và một tấm do trưởng tài Nam Hải Trần Đế Đào dựng vào năm 1723. Cả hai tấm bia thì nội dung cơ bản đều giống nhau, đều ghi nhận công lao to lớn của tướng quân Lê Đình Kiên và coi ông ngang như bậc trung thần nghĩa sĩ. Hai tấm bia hiện nằm trong khu doanh trại quân đội ở Phố Hiến, một tấm bị vỡ, tấm bia dựng năm 1723 có đoạn: "Chúng tôi vượt bể sang Nam theo nghề buôn bán, tàu thuyền qua lại thường lấy Vạn Lai Triều làm bến, nên từ ngày buôn bán tới nay đã vài mươi năm, vui về nghề nghiệp, kẻ gần thì dùng, người xa thì tới, đều là nhờ anh Linh Vương, tức Đức Thái Bảo họ Lê, không biết bao giờ hết. Ngài yêu dân như con, có mẹo dẹp giặc, lại tiết kiệm trong việc chi dùng để đỡ tốn của dân. Tấm lòng yêu nước, trung vua của ngài dù em bé lên ba trong nước cũng đều ca ngợi." Chính trị công bằng, hình phạt giảm bớt, già trẻ trai gái ai cũng kính phục tấm lòng ông, cảm mến đức độ của ông như con hiếu với cha hiền. Lê Đình Kiên ổn định xã hội, dẹp giặc trộm cướp không chỉ bằng pháp luật mà còn bằng cả tấm lòng bao dung nhân ái. Những người dân trước đây vì đói kém, loạn lạc phải tha phương cầu thực, lưu tán các nơi, ông cho tập trung lại, cho đất lập làng, tạo điều kiện làm ăn sinh sống. Những người Trung Hoa chạy loạn nhà Thanh sang ta, ông chiêu dụ lại, cất đất cho làm ăn, chiêu dân lập ra Phố Hiến, thành một thương cảng lớn, sánh với kinh đô Thăng Long bấy giờ. Ông cũng tập trung nhiều công sức xây dựng Phố Hiến, có các phường giống như ở Thăng Long. Nên đương thời có câu: "Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến." Ông còn động viên nhân dân trồng nhiều nhãn, một loại cây đặc sản của Hưng Yên. Bản thân ông cũng trồng, ở trước sở lỵ, nay vẫn còn một cây. Là người có tài về chính trị, quân sự, ngoại giao, ngoại thương nên ông được vua chúa trọng dụng, được thay mặt triều đình giao thiệp và cộng tác với các thương điếm ngoại quốc đến buôn bán ở Phố Hiến như Hà Lan, Anh, Pháp, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, vân vân. Năm 1704, ông mất, thọ 84 tuổi, nhân dân thương tiếc lập miếu thờ gọi là miếu Anh Linh Vương. Miếu này nay không còn. Những người làm chương trình đến thăm đền thờ Lê Đình Kiên tại thôn Thiết Đinh, xã Định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Trước cửa đền có ghi: "Đền thờ Đại Vương Lê Đình Kiên." Đền thờ tướng quân Lê Đình Kiên được xây dựng tại thôn Thiết Đinh, xã Định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, ngay tại quê hương của ông.
Đây là một công trình kiến trúc vào thế kỷ thứ 17 và đến năm 1993 thì đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Ngôi đình được kết cấu theo kiểu chữ nhị, gồm có tòa tiền đường và hậu cung. Tòa tiền đường gồm có 5 gian và 6 bộ phi kèo, kết cấu theo kiểu chồng giường kẻ bảy. Còn tòa hậu cung gồm có 3 gian và 4 bộ phi kèo. Rồng là đề tài quen thuộc ở đền thờ Lê Đình Kiên, dù các đồ án chạm trổ ở đây có vạm vỡ khỏe mạnh hơn các đình khác, nhưng vẫn nằm trong các khuôn mẫu có sẵn. Bên cạnh đó thì các đồ thờ ở đây lại khá phong phú và đặc biệt có giá trị. Đó là hai pho tượng phỗng bằng đá, tạo tác trên những đá nguyên khối được diễn tả sinh động và hài hòa có giá trị trong việc nghiên cứu về lịch sử và mỹ thuật. Lư hương đá 3 tầng, lư hương bằng đất nung, bàn thờ cổ, tất cả như góp phần tôn thêm giá trị của ngôi đền. 4 cột treo 4 vế đối trên các tấm ván, nội dung ca ngợi công đức của đại vương như việc cai trị công bằng liêm chính từ xưa, công tích đẹp đẽ đã ghi vào sử sách, đức lớn cho dân được nhờ cậy, người Trung Quốc và Việt Nam khắc tên sáng vào bia đá. Từ năm 1993, đền thờ Thái Bảo Đại Vương Lê Đình Kiên được ra quyết định công nhận là di tích lịch sử. Đến năm 1994, được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa, thì diện tích đã quy hoạch gồm đất thổ cư và ao. Trở lại phố Hiến, Hưng Yên, xưa kia là lỵ sở của tướng quân Lê Đình Kiên, địa điểm ông làm ti hiến sát xưa, hiện là khu vực doanh trại quân đội. Hiện trong đó còn 2 tấm bia, nhà bia thì đã xuống cấp, quy mô lại khiêm tốn, chưa tương xứng với công trạng của ngài. Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cũng đã lên phương án phục dựng đền thờ Lê Đình Kiên tại chính nơi ông đặt làm lỵ sở. Đền thờ ngài sẽ gắn liền với quần thể di tích phố Hiến, sẽ tạo ra cảnh quan đẹp trên đường phố Hiến với các di tích nổi tiếng như chùa Nễ Châu, Đông Đô Quảng Hội, đình Hiến và chùa Hiến có cây nhãn tổ nổi tiếng quả to và thơm ngon. Hy vọng sẽ là địa chỉ du lịch hấp dẫn của khách thập phương và đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân đối với công lao tạo dựng phố Hiến của tướng quân Lê Đình Kiên. Mục tinh hoa phố Hiến đã khép lại tạp chí văn hóa số này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.